Bài giới thiệu sơ lược về tứ thư, tác phẩm tiêu biểu cho nền văn hóa truyền thống dân tộc. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại đại lễ tế tổ, tổ chức tại trung tâm Excel, Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 10 tháng 6 năm 2017. Các vị lãnh đạo các hội kiều bào các vị khách quý các vị đại đức xin chào mọi người thời gian trôi qua thật là nhanh tôi còn nhớ vào tháng 6 năm ngoái chúng ta cũng tại luân đôn tổ chức đại lễ tế tổ chớp mắt mà đã một năm trôi qua vì phía khán giả ngồi đây đã xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới tôi rất vui mừng khi có nhiều người đến tham dự sự kiện ý nghĩa này cùng đến tế lễ tổ tiên của các dân tộc khác nhau trên thế giới chúng tôi hy vọng mỗi năm đều có thể ở nơi đây tổ chức đại lễ tế tổ hoài niệm về ân đức của tổ tiên và đệ sướng hiếu đạo những năm gần đây chúng tôi tại các nước trên thế giới đệ sướng diệt tế tổ ngoài Anh quốc và Hồng Kông ra còn có Úc Châu Singapore và Malaysia lễ tế tổ này nhìn từ phương diện lớn thì có thể thúc đẩy sự đoàn kết toàn nhân loại và tăng phước lành cho toàn nhân loại nhân duyên này vô cùng thù thắng tổ tiên của các dân tộc trên thế giới đều để lại di sản văn hóa quý báu cho thế hệ con cháu đời sau cho nên chúng ta phải hết sức cảm ơn hiện nay là thời đại giao thông phát triển công nghệ truyền thông phát đạt địa cầu trở thành một cái thôn biến thành một gia đình để chúng ta có thể cùng nhau trung hưởng và vận dụng di sản trí huệ và kinh nghiệm từ tổ tiên của các dân tộc truyền lại để cùng nhau điều hành thôn địa cầu này ngôi nhà địa cầu này một cách tốt hơn hôm nay nhân đại lễ tế tổ tổ chức tại luân đôn tôi muốn chia sẻ vắn tắt với mọi người tác phẩm tứ thư đại biểu cho văn hóa truyền thống của dân tộc trung hoa với hy vọng là giúp đỡ sự giao lưu văn hóa giữa phương đông và phương tây nhằm thúc đẩy hài hòa xã hội và hòa bình thế giới văn hóa truyền thống của trung hoa lấy ba nhà nho thích đạo làm đại biểu mà tứ thư là đại biểu cho nhà nho trước đây tứ thư là sách mà người trung quốc bắt buộc phải học những câu mở đầu trong tứ thư là những câu quan trọng nhất là tông chỉ của toàn bộ sách cho nên dưới đây tôi sẽ lấy chương đầu tiên của phần mở đầu trong tứ thư giới thiệu với mọi người giảng sơ lược về thiên đại học chương đại học vừa mở đầu đã nói đại học chi đạo tại minh minh đức tại thân dân tại chỉ ư chí thiện từ minh đức ở đây chính là trong tam tự kinh nói nhân chi sơ tánh bổn thiện ừ. cũng chính là tự tánh mà trong nhà phật thường hay nói ý nghĩa của từ thân dân chính là lòng bác ái trong phật pháp gọi là lòng từ bi phải làm được minh minh đức và thân dân được viên mãn thì mới được xem là chỉ ư chí thiện minh đức là đại nhân chi học đại đạo chi thể là bản thể còn thân dân là tướng là hiện tượng Chỉ ư chí thiện là tác dụng Là dụng Minh minh đức Thân dân chỉ ư chí thiện Ba câu này đã nói rõ về Cái học thể tướng và dụng của Đại học Có sự tương thông với Phật Pháp Đại Thừa Tình trạng con người Thời nay như thế nào Hiện nay minh đức của chúng ta không còn minh nữa tổ tiên của chúng ta rất thông minh trước chữ minh đức đã để thêm chữ minh chữ minh này là động từ hy vọng có thể khôi phục lại ánh sáng minh đức của chúng ta đây chính là mục tiêu của giáo dục phải khôi phục lại minh đức trong phật pháp vấn đề này thuộc về lợi ích bản thân nhằm để thành tựu đức hạnh và năng lực của chính mình phương pháp để khôi phục minh đức là phải đoạn phiền não nếu như phiền não không đoạn thì không có biện pháp nào để khôi phục lại minh đức sau khi lợi mình thì nhất định là lợi người thân dân chính là lợi tha giúp đỡ chúng sanh khôi phục minh đức của tự tánh. Sau đó mới có thể chỉ ư chí thiện đạt đến điểm cao nhất của thiện, cứu cánh viên mãn. Người nào đạt được chỉ ư chí thiện gì? Khổng Tử đã làm được rồi, Lão Tử đã làm được rồi. Đều là những tấm gương tốt về chỉ ư chí thiện. Đây là tổng cương lĩnh của đại học sau khi chúng ta nắm vững cương lĩnh rồi thì cần có phương pháp đúng làm thế nào có thể làm được minh minh đức thân dân chỉ ư chí thiện đây thứ nhất là phải tri chỉ chính là nói trong cuộc đời này các vị phải có mục tiêu mục tiêu cuộc đời của mỗi người không như nhau thế nhưng ở đây có nguyên tắc bất luận là bạn làm việc trong ngành nghề nào nhất định là phải chuyên tin đây chính là tri chỉ tri chỉ nhi hậu hữu định sau khi xác định mục tiêu trong tâm đã có phương hướng cố định rồi Thì không nên nghĩ tưởng lăng tăng nữa Định nhi hậu năng tỉnh Sau khi xác định phương hướng Thì các vị mới có được sự an tĩnh trong tâm Tỉnh nhi hậu năng an Sau khi tâm tĩnh lặng Thì tâm sẽ an định An nhi hậu năng lự Sau khi tâm an định rồi Trí huệ sẽ phát sanh Lự nhi hậu năng đắc Sau khi đã khai trí huệ Thì các vị sẽ được thành tựu Chữ đắc này là gì Là có thể đạt được Minh minh đức Đạt được thân dân Đạt được chỉ ư chí thiện Những cảnh giới này Các vị đều có thể đạt được Giờ chúng ta đã hiểu được cương lĩnh Và phương pháp Vì tu hành từ đâu mà hạ thủ Từ cách vật mà hạ thủ Chữ vật là gì? Chính là vật dục Là dục vọng Người thế gian thường nói Biển dục vô bờ Các vị chỉ cần có dục vọng Thì các vị không thể nào dừng lại được Chỉ cách là Chỉ sự chống cự Phải kháng cự với dục vọng Phải khắc phục được dục vọng Dục vọng là gì? Tham sân si mạng Tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng Sự hưởng thụ ngũ dục lục trần Dục vọng của con người là không ngực nhất Cách vật nhi hậu tri chí Sau khi đoạn trừ được dục vọng rồi Thì trí huệ vốn có mới có thể hiển hiện ra Cách vật tức là phá phiền não chướng Trí tri là phá sợ tri chướng Sau khi từ bỏ hai thứ chướng ngại này Thì ý của các vị mới thành Tâm mới tránh được Thành ý chính là trực tâm Chính là tâm trí thành Chánh tâm chính là thâm tâm Đại bi tâm Sau đó mới có thể tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đây chính là công phu của thân dân và chỉ ư chí thiện hiệu quả liền xuất hiện ngay phần mở đầu trong sách trung dung phần khai tông minh nghĩa trong sách trung dung nói thiên mệnh chi vị tánh xuất tánh chi vị đạo tu đạo chi vị giáo cái gì gọi là thiên mệnh cái chân tâm vốn có là thiên mệnh thiên chính là tự nhiên là thứ vốn có một niệm trong tâm tánh chúng ta hiện nay chân tâm bổn tánh này biến khắp pháp giới đầy khắp toàn thể vũ trụ bất sanh bất diệt không tăng không giảm gọi là dọc thì thông tam giới ngang thì biến khắp thập phương tam giới tức là nói về thời gian quá khứ hiện tại vị lai thập phương là nói về không gian trong thời gian và không gian vô tận tâm tánh đều luôn luôn hiện khắp đây chính là từ tánh mà trong sách trung dung đã nói đến Xuất tánh chi vị đạo. Xuất tánh là nói chúng sanh có cảm thì tự tánh liền có ứng. Chức năng của tự tánh là có thể biết, có thể cảm nhận, có thể nghe và ý thức, cho nên cảm nhi tội thông. Có cảm liền có ứng. Sự cảm ứng này có thể hiểu như mối quan hệ nhân quả trong Phật Pháp gì Từ cảm này là gì? Khởi tâm động niệm là cảm Từ ứng là cảnh giới hiện tiền Đạo lý nhân quả cảm ứng tương tục tuần hoàn Thì gọi là đạo Trong đạo lý nhân quả Thì thiện nhân chiêu cảm đến thiện quả ác nhân chiêu cảm đến ác báo điều này không mảy may sai lệch không có một chút sai lệch nào việc này vì sao như vậy vốn dĩ nó là như vậy tự nhiên là như vậy cái này gọi là đạo gieo nhân nào gặp quả đó tu đạo chi vị giáo đã hiểu rõ pháp tắc nhân quả thì các vị nên theo nhân quả mà tu hành đoạn ác tu thiện trồng thiện nhân được thiện quả sau cùng quả báo của các vị mới có thể viên mãn trồng nhân viên mãn thì sẽ có quả viên mãn loại tu đức này cùng với tánh đức trong tự tánh viên dung thành một thể nên gọi là tánh tu bất nhị đây gọi là lời dạy của thánh nhân Sự dạy bảo của thánh nhân Những đạo lý trong sách Trung Dung Giảng vô cùng sâu rộng Dạy cho chúng ta y theo đạo Ở trong tự tánh mà thực hành Đạo Trung Hòa Cho nên có câu là Trí Trung Hòa thiên địa vị yên Dạng vật dục yên Có thể thực hành đạo Trung Hòa Thì thiên địa dạng vật có thể sinh sống trong trạng thái hài hòa và tự nhiên. Những đạo lý trong sách trung dung là nguyên lý cơ bản, mà sách tứ thư y chiếu. Không chỉ có sách tứ thư mà toàn bộ sự giáo dục của các vị thánh hiền đều lấy cái bổn tánh vốn thiện của con người làm cái thể. Từ đây có thể thấy Học vấn của nhà Nho Và cái gọi là Minh tâm kiến tánh của nhà Phật Đều không ngoài việc khiến chúng ta Khôi phục Và quay trở về Với minh đức vốn có Của chính mình Chính là Phật tánh Làm thế nào để bắt đầu tu đạo Ấn Quang Đại Sư Có nói là chỗ hạ thủ công phu căn bản nhất là từ chỗ cách vật thận độc khắc kỷ phục lễ chủ kính tồn thành cách vật chính là đoạn trừ dục vọng thận độc chính là khi ở một mình tại nơi nào đó cũng không được phóng túng cũng không được thùy tiện mà phải nghiêm túc đoạn trừ dục vọng trong nội tâm của chính mình cho đến khi đạt đến chí thiện, công phu thần độc này rất là quan trọng. Có thể thận độc mới có thể thành ý chánh tâm. Khắc kỷ phục lễ, khắc kỷ là khắc phục tập khí và thói quen xấu của chính mình. Đem ác hạnh, ác ngữ, ác niệm của chính mình tiêu trừ sạch sẽ. Phục lễ là tuân theo lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Những lời dạy này Không phải là cổ thánh tiên hiền cố ý nói ra Hay là nghĩ tưởng ra Để ngăn cấm chúng ta Kiểm soát chúng ta Mà những lời giáo huấn này Đều nói về tánh đức vốn có bên trong tâm tánh của chúng ta Chỉ vì hiện nay Chúng ta không thể khôi phục lại tánh đức Nên không thể Minh, minh đức vậy thì trước tiên không thể không dựa vào lời dạy của thánh hiền mà tu hành để đến lúc có thể khôi phục lại minh đức thì những việc các vị làm không có việc nào mà không tương ưng với lời dạy của thánh hiền đến lúc đó lời dạy của thánh hiền không còn cần thiết nữa mà hoàn toàn đều là tâm hạnh của các vị chủ kính tồn thành Chính là trong tâm của các vị phải thành kính Thâm nhập học vấn của Thánh Hiền Phải bắt đầu từ sự thành kính Phần mở đầu của luận ngữ Trong chương đầu tiên của luận ngữ Khổng lão phu tử nói Học nhi thời tập chi bớt diệt duyệt hồ Đây chính là nói về niềm vui Khi học tập giáo dục Thánh Hiền Người xưa đọc sách là hưởng thụ đọc sách là niềm vui người hiện nay đọc sách rất là khổ xem là việc khổ cực vì sao người xưa xem việc đọc sách là niềm vui bởi vì người xưa sau khi đọc sách thấu suốt được đạo lý thì có thể thay đổi khí chất người đó sẽ hiểu rõ vũ trụ nhân sanh quá khứ vị lai không những hiểu rõ mà họ còn có thể đem những thứ học được trong sách biến thành tư tưởng kiến giải và hành vi sinh hoạt của chính mình cho nên người đó đương nhiên vui thích. Phật pháp cũng như vậy. Chúng ta hãy đem hết thảy những kinh luận đã tu học biến thành hành vi sinh hoạt thực tế của chính mình, đây chính là niềm vui, đây chính là pháp hỷ. Nếu như kinh điển là kinh điển Sinh hoạt là sinh hoạt Không có chút gì liên quan Như vậy thì làm sao có thể tạo ra pháp hỷ Việc này không thể được rồi Cho nên Chúng ta nhất định phải tiêu hóa Những gì chúng ta đã học được Trong Phật Pháp Tiêu hóa có nghĩa là Đem chúng biến thành lý niệm của chính mình Kiến giải của chính mình Hành vi sinh hoạt của chính mình từ hóa nghĩa là biến hóa Phải biến hóa khí chất của chính mình Việc này rất quan trọng Học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồ Chữ tập này là đem những thứ mình học được Ứng dụng vào trong đời sống Biến thành tập quán sinh hoạt của chính mình Như vậy Sẽ có pháp hỷ Chữ thuyết Và chữ duyệt Là tương đồng Hỷ duyệt cũng là pháp hỷ pháp hỷ là chất dinh dưỡng tốt nhất đối với thân tâm có thể khiến người khỏe mạnh trừ thọ không bệnh không già pháp hỷ là khi việc tu hành tương ưng như pháp thì tự nhiên sẽ tạo ra niềm vui niềm vui này không có liên quan đến sự kích thích từ các cảnh giới bên ngoài người thông thường chúng ta hay nói là khổ lạc lạc đối lập với khổ đều là do sự kích thích từ bên ngoài mà có khi việc thuận theo ý mình thì có được niềm vui khi việc trái với ý của mình thì cảm thấy đau khổ khổ não liền hiện tiền pháp hỷ không phải dựa trên sự kích thích của ngoại cảnh bên ngoài mà nó là từ nội tâm tự nhiên lưu lộ ra. Pháp hỷ đương nhiên là có sâu cạn không như nhau, tùy theo trình độ thâm sâu trong công phu tu dưỡng của các vị, tùy theo mức độ nâng cao cảnh giới của các vị, mức độ của pháp hỷ sẽ không như nhau. Pháp hỷ không phải chỉ khi học Phật mới có, trong thế gian pháp cũng có. Vì sao vậy? Bởi vì khi tâm thanh tịnh thì sẽ có pháp hỷ. Loại pháp hỷ này là từ nội tâm lưu xuất ra Có thể đạt đến mức thâm sâu Vì vậy trong Phật Pháp thường nói Pháp hỷ sung mãn Câu thứ hai cũng rất quan trọng Có bạn từ phương xa đến không phải là niềm vui sao Chữ bạn này Là chỉ những bạn bè và đồng học Chí đồng đạo hợp Không được gián đoạn việc cùng đồng học thường xuyên trao đổi học tập với nhau như vậy mới không dễ bị thoái chuyển chúng ta rất khó có thể được ở bên cạnh thầy nhưng có thể thường xuyên ở cùng với bạn học đối với thầy chúng ta rất khó xử khi muốn tranh luận có đôi khi chúng ta không đồng quan điểm với lời thầy nói nhưng cũng không dám tranh biện như dưới đồng học thì có thể tranh luận như này không hề gì cho nên nếu muốn đạo nghiệp thành tựu có bạn đồng học quan trọng hơn bất cứ thứ gì thầy chỉ cho hướng đi có câu một ngày làm thầy chỉ ra một con đường rõ ràng cho bạn đi thế nhưng đường rất dài bạn phải tự chính mình đi nếu như chỉ có một mình bạn sẽ rất cô đơn nếu như có vài vị đồng học chí đồng đạo hợp thì có thể kết bạn cùng đi động viên khích lệ nhau trên đường bồ đề cũng không ngoại lệ nhất định phải có đồng tham đạo hữu ít nhất một tuần phải gặp một lần nếu không có được đạo tràng thì ở tại nhà mình cũng được mỗi tuần gặp nhau một lần nghiên cứu thảo luận phật pháp tuần này hợp ở nhà anh a tuần sau sẽ hợp ở nhà anh b ở trong nhà nghiên cứu thảo luận còn có những lợi ích khác nếu người trong nhà của các vị không tin phật pháp bình thường không thích các vị học phật nhưng khi thấy các bạn của các vị đến chơi Đương nhiên không thể bất lịch sự với khách được Khi các vị luận đàm Phật Pháp một cách hứng thú Họ ở bên cạnh cũng có thể nghe Có thể họ sẽ cảm thấy Phật Pháp cũng có đạo lý Đây cũng là cách để độ người nhà Do đó nếu tự mình đơn độc không thể độ được người nhà Hãy tìm một số đồng học Đến để độ người nhà Người trong nhà được độ rồi Dần dần hàng xóm cũng sẽ được độ Đây là tự lợi, lợi tha Vì vậy học Phật Không thể chỉ học một mình Đơn độc ở nhà, đóng cửa lại mà học Như vậy rất khổ Làm sao có thể sanh pháp hỷ được chứ Cho nên hai câu này Trong sách luận ngữ Xuất hiện ở phần đầu Dũng ý của đó vô cùng thâm sâu Đây là nói về sơ phát tâm làm thế nào giữ được pháp hỷ Giữ được tinh tấn không giải đãi Phần giới thiệu giảng lược của sách Mạnh Tử Chương đầu tiên trong sách Mạnh Tử Nói gì Mạnh Tử gặp Lương Huệ Dương Lương Huệ Dương gặp ông Câu đầu tiên hỏi là Tiên sinh Ngài đến nước của tôi Có thể đem lợi thế Và lợi ích gì đến cho chúng tôi vậy mạnh tử đã trả lời rất hay thưa bệ hạ sao ngài lại nói đến chuyện lợi ích còn nhân nghĩa thì sao mạnh tử chủ trương thực hiện nhân nghĩa không muốn bàn chuyện lợi ích nói đến sau cùng ông kết luận là thượng hạ giao tranh lợi di quốc nguy hỷ thượng là chỉ cho vua hạ là chỉ người dân nếu từ vua cho đến dân đều truy cầu danh lợi thì quốc gia đó sẽ gặp nguy hiểm. Các vị hãy suy nghĩ, trong một gia đình nếu như vợ chồng, cha mẹ và con cái đều tranh giành cái lợi ích cho riêng mình thì gia đình đó có gọi là một nhà được hay không? Không thể thành gia đình được rồi. Nếu như trong một nước mà trên dưới đều tranh giành quyền lợi cho riêng mình thì xã hội đó có an định được hay không phiền phức lớn nhất hiện nay là gì là giáo dục trên toàn thế giới đều dạy con người cạnh tranh cạnh tranh bất chấp thủ đoạn các vị nói phải làm sao đây chứ mọi người không bàn đến đạo nghĩa chỉ nhắm đến cái lợi có lợi thì làm bạn không có lợi thì là kẻ địch có lợi thì hợp tác không có lợi thì tiêu diệt đối phương Đây là nguyên nhân gây ra Quả hoạn khốn khổ Ngày nay không chỉ Thượng hạ giao tranh lợi di quốc nguy hỷ Mà còn là người trên toàn thế giới Đều đang cạnh tranh Tài lợi Nên cả thế giới hiện nay Đều gặp nguy cơ Nếu như có một quốc gia gặp phải nguy cơ Vẫn còn có những quốc gia khác Chúng ta có thể di dân Có thể tị nạn Ngày nay toàn thế giới Đều lâm vào cảnh nguy nan Các vị thấy Hoàn cảnh như vậy Có đáng sợ hay không? Nếu như muốn cứu giải kiếp giận này Nhất định phải từ nhân tâm mà bắt đầu Cho nên mạnh tử nhấn mạnh là Nhất định phải chú trọng nhân nghĩa đạo đức như vậy phải đem giáo dục đặt lên hàng đầu giáo dục này là giáo dục luân lý giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả và giáo dục thánh hiền thúc đẩy bốn loại giáo dục toàn cầu này thì mới có thể cứu được thế giới tứ thư có thể thúc đẩy hòa bình thế giới từ phần giới thiệu sơ lược bên trên Chúng ta có thể biết Nội dung bao hàm trong tứ thư Vô cùng rộng lớn Sâu sắc Là tinh hoa Trong tinh hoa của văn hóa Truyền thống dân tộc Tầm quan trọng của nó vượt qua mức thông thường Nếu xưng là thánh kinh của người Trung Quốc Cũng không xem nó là nói quá Tể tướng của vua tống thái tổ triệu khuôn nhận là triệu phổ nói chỉ cần nửa cuốn luận ngữ là có thể trị thiên hạ rồi nếu nửa cuốn luận ngữ có thể trị được thiên hạ huống hồ là bộ tứ thư tứ thư có sự cống hiến lớn lao không những trong xã hội thời xưa mà còn đối với xã hội hiện nay nó vẫn còn ý nghĩa chỉ đạo mang tính tích cực có thể khiến cho con người thân tâm được an lạc gia đình mỹ mãn sự nghiệp thuận lợi thành công xã hội an định hài hòa quốc gia giàu mạnh thế giới hòa bình an định hôm nay chúng ta phát đại tâm hy vọng hóa giải xung đột thúc đẩy hòa bình giống như vị học giả đời tống tên trương tái từng nói vì thiên địa lập tâm Vì sinh dân lập mạng Vì vãng thánh kế tuyệt học Vì dạng thế khai thái bình Muốn đạt được sứ mạng vĩ đại như vậy Thì phải học tập tứ thư Chân thật Áp dụng Đại lễ Tế Tổ Đã nhắc nhở chúng ta Phải đem di sản văn hóa của Lão Tổ Tông Phát Dương Quang Đại chấn hưng nền văn hóa truyền thống ưu tú của phương đông và phương tây nếu như chúng ta có thể vận dụng trí huệ và kinh nghiệm của lão tổ tông để giúp đỡ người hiện nay giải quyết vấn đề thì thế giới này sẽ thuận lợi mà đi về hướng hòa bình và an định sau cùng Tôi kính chúc mọi người thân tâm thường lạc Các tường như ý Chúc cho thế giới an định hài hòa Tiến tới đại đồng Kính thưa Hiệu trưởng Met Quỳnh Hiệu Chư vị lãnh đạo Các hội kiều bào Các vị khách quý Các vị đại đức Xin chào mọi người Hôm nay Nhờ có Tổng hội Thương gia Trung Hoa Anh Quốc Trường Đại học Well Trinity St. David Học viện a di Đà Phật Hoa Tạng Anh Quốc Quỹ Tài đoàn Pháp Nhân Hoàng hóa tịnh Tông Hoa Tạng Và Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông đã cùng nhau phối hợp tổ chức Đại lễ tế tổ này Cái nhân duyên này Thật vô cùng tù thắng Vào tháng 6 năm ngoái Chúng ta đã tổ chức Đại lễ tế tổ lần thứ nhất Ở tại nơi này Năm nay Là lần thứ hai Duyên khởi của lễ tế tổ Anh Quốc Là vào tháng 8 năm kia Hiệu trưởng Metwin Hill cùng với hai vị khác đã đi đến thăm Hồng Kông. Đúng lúc gặp được đại lễ Trung Nguyên Tế Tổ tổ chức tại Hồng Kông. Chúng tôi đã mời hiệu trưởng cùng các vị khách đến tham dự. Sau khi hiệu trưởng tham gia đại lễ tế tổ đã rất xúc động. Ông hỏi tôi có thể đến Anh Quốc Tổ chức đại lễ tế tổ được hay không Tôi đã nhận lời Cho nên năm ngoái Chúng tôi và Đại học xứ Quê Bắt đầu tổ chức lễ tế tổ Tại Luân Đôn. Mọi người sau khi tham dự Đều vô cùng quan hỷ Cho nên năm nay Chúng ta tiếp tục làm Hy vọng sau này Mỗi năm đều làm đây là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng trọng đại Ý nghĩa của việc tế tổ Là không quên đi nguồn gốc tri ân báo ân Cũng giống như cây có gốc Thì mới có thể Một cành lá tươi tốt ra qua kết trái Nước chảy có nguồn Thì mới liên tục không dứt Tưới tắm cả đại địa Con người cũng như vậy Nhờ có tổ tiên gian lao dựng nghiệp Mở mang bờ cõi Nên mới có sự phùng dinh Hưng thịnh an định hạnh phúc Cho con cháu đời sau Không quên ân trạch của tổ tiên Tưởng nhớ tổ tiên Là đức hạnh căn bản để làm người Kế thừa truyền thống tốt đẹp của tổ tiên. Phát dương quang đại, lợi ích đương thời, truyền lại cho hậu thế, chính là biểu hiện sự báo đáp ân đức tổ tiên tốt đẹp nhất. Lịch sử các gia tộc có từ xa xưa lâu đời rồi. Tổ tiên và đời sau gắn bó mật thiết là một chỉnh thể không thể tách rời truy tìm nguồn gốc nhận tổ quy tông là một sự việc hết sức có ý nghĩa trong văn hóa truyền thống của các dân tộc trên toàn thế giới đều xem trọng mối quan hệ của tổ tiên và con cháu đời sau thí dụ như trong xã hội tây phương rất xem trọng bản đồ phá hệ hay còn gọi là cây gia tộc. Đây là nói mỗi một thành viên trong gia tộc là mọc lên từ cùng một gốc cây. Thể hiện ra mối quan hệ mật thiết các thành viên gia tộc là một không phải hai giống như các dân tộc trên thế giới dân tộc trung hoa là một dân tộc vô cùng tôn sùng hiếu đạo cũng như trên hiếu kinh đã nói thân thể tóc da đều từ cha mẹ không dám tổn thương là bắt đầu của hiếu lập thân hành đạo dương danh cho hậu thế vinh hiển cha mẹ là tận cùng của hiếu chúng ta không những hiếu kính đối với cha mẹ còn tại thế mà ngay cả lịch đại lão tổ tông cũng đều niệm niệm không quên họ từ xưa đến nay chúng ta xem trọng việc tế tổ nhà nhà đều có từ đường trong từ đường có thờ cúng gia phả ghi chép lại lịch sử nhiều đời của gia tộc đây là việc làm tốt đẹp lưu truyền nhiều đời của dân tộc chúng ta Lấy gia tộc của tôi làm thí dụ Nhà tục của tôi là họ từ Lịch sử của gia tộc họ từ Có thể truy ngược về 4.500 năm trước Là thời đại của hiên viên hoàng đế Hoàng đế có 25 người con trai Họ từ là từ người con thứ của hoàng đế Tên là Sương Ý Đã truyền gì sao Truyền đến đời của tôi Là đời con cháu thứ 136 Của hoàng đế Họ từ ngày xưa Chính là từ châu của ngày nay Đất nước này Là do con trai của đại vũ Mở mang và được phong Khi ông làm quốc dương đã phong lão tổ tông của chúng tôi là nhược mục làm vua của nước từ đất nước này tồn tại được khá lâu trải qua ba đời hạ thương chu cũng là một trong các nước chư học đến thời mục dương của tây chu khi đó vua nước từ là từ Yển dương đang tại nhị hành hiếu nghĩa đoàn kết các quốc gia Được nhân dân ủng hộ Chung quanh có đến 32 quốc gia Đều phái người đến triều cống Cho từ Yển Dương Chu Mục Dương sợ ông sẽ lớn mạnh Tương lai có thể sẽ đoạt lấy địa vị của ông Nên đã tiêu diệt từ Yển Dương Lão Tổ Tông của chúng tôi đã không phản kháng Đi lưu vong và trốn vào một ngọn núi Chu Mục Dương đã đặc biệt phong con cháu của ông làm tự tử Tiếp tục quản lý nước tự Tước vị đã bị giảm thấp Giảm đến hàng Tước tử Chức tước của ngày trước là Đế Vương Công Hầu Bá Tử Nam Giáng xuống đến chức tử Là đã bị giáng xuống Rất nhiều bậc rồi quốc gia ở chức bậc là tử này mãi suốt mấy trăm năm đến khoảng năm năm trăm mười hai trước công nguyên thì bị nước ngô tiêu diệt sau khi mất nước vương thất và lê dân bá tánh nước từ vì để tưởng niệm cố quốc liền cùng nhau lấy tên nước từ để làm họ của mình những ngọn nguồn này Cùng rất nhiều đức hạnh và sự cống hiến của lịch đại tổ tiên Đều được ghi chép ở trong gia phả Lấy Giang Châu Nghĩa Môn Trần Thị làm thí dụ Trần Thị là thế hệ sau của vua Thuấn Đại Thuấn dùng hiếu đạo để trị quốc Mà được hưởng thái bình thịnh thế Cháu đời thứ 34 của vua Thúng Là Trần Hồ Mãn Công Đã từng giúp đỡ Chu Vũ Dương Thảo Phạt Thế là Vũ Dương đã đem con gái của mình Hứa gả cho ông Đồng thời Đem nước Trần phân chia cho ông Lấy tên nước làm họ Và đã trở thành những tổ tiên đầu tiên mang họ Trần Gia tộc Trần Thị tôn sùng hiếu đạo hiện tài liên tục xuất hiện nhiều đời nhiều thế hệ cùng chung sống với nhau hơn ba ngàn người sống với nhau mà không ở riêng ngay cả chó nuôi để giữ nhà mà còn có hơn một trăm con một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thật khiến con người ta vô cùng tán thán trong lịch sử của chúng ta những gia tộc như vậy nhiều vô số kể Được gọi là Thiên hạ đệ nhất gia Nghĩa môn tần thị Là cổ thánh tiên hiền Đầu tiên khởi xướng Là một thế giới đại đồng thu nhỏ Cũng là Một loại xã hội không tưởng Mà các nhà tư tưởng Anh quốc Đang hướng đến Họ không những thúc đẩy Được sự đoàn kết và an định xã hội Cũng trở thành tấm gương Để cho con cháu đời sau noi theo Tổng thống trước của Indonesia Là Avril Raymond White. Tâm điệp của ông thiệt lương Anh Minh Thần Trí Đã từng vì sự hài hòa chủng tộc Cho đến thế giới hòa bình Mà làm ra rất nhiều sự cống hiến to lớn Tổ tiên của họ Chính là Trần Thị Nguyên quán là Ở Tấn Giang Tuyền Châu Phúc Kiến di dân đến indo đã đến đời thứ sáu rồi thực ra mà nói không những là họ từ mà họ trần cũng như vậy vạn tánh tiên tổ của chúng ta cho đến tổ tiên các dân tộc trên thế giới đều có lịch sử lâu xa vì những câu chuyện tinh túy cảm động lòng người đáng để cho chúng ta sâu sắc tự nhớ và tôn kính lão tử nói thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân thật sự là tổ tiên đã tích đức hành thiện mới có thể để lại cho con cháu đời sau sự hạnh phúc lâu dài và chân thật tiếp nối văn hóa truyền thống để báo ân ân đức của lão tổ tông đối với con cháu đời sau rất to lớn phương pháp mà con cháu báo đáp chính là đem văn hóa truyền thống ưu tú của lão tổ tông mà kế thừa trao truyền trở lại lưu truyền lâu xa lão tổ tông của chúng ta không những tu thiện tích đức để phước cho đời sau hơn nữa đã để lại một lượng lớn bảo điển tràn đầy trí huệ và kinh nghiệm để cho con cháu đời sau có thể học tập và noi theo đặc biệt là tứ khố toàn thư đã hội tụ đầy đủ thành quả phương pháp kinh nghiệm lý niệm và trí huệ trong việc tu thân tề gia trị khuất bình thiên hạ suốt năm ngàn năm của lão tổ tông không những là quốc bảo của chúng ta hơn nữa còn là bảo tàng trí huệ vô giá để cho cả thế giới cùng chia hưởng Lúc trước Người đọc sách chúng ta Lo lắng nhất Nếu có một ngày Xảy ra chiến tranh Có thể tứ cố toàn thư Sẽ bị hủy đi Vậy thì nhân loại Sẽ bị tổn thất rất lớn May mà sau đó Tứ khố toàn thư Và tứ khố hội yếu Đã được in ấn lại Tôi tổng cộng đã mua 112 bộ tứ khố toàn thư và 330 bộ tứ khố hồi yếu đem tặng cho các thư viện trường đại học trên thế giới. Thư viện quốc gia lưu giữ cùng chia ra để giữ gìn cho dù thế giới có tai nạn thì cũng không đến nỗi toàn bộ bị mất đi thế nào cũng sẽ còn lưu lại vài bộ. Làm như vậy thì đã giải quyết được nỗi lo Kinh điển bị thất truyền rồi Tứ khố toàn thư Tuy là đã giữ gìn được rồi Không đến nỗi thất truyền Nhưng mà Nếu như không có ai có thể đọc Vậy thì cũng giống như một đống giấy dụng thôi Sẽ không khởi được tác dụng gì Vậy thì nó cũng không khác nào Đã bị thất truyền rồi Cho nên tôi đã tích cực muốn làm diện hán học để bồi dưỡng đào tạo ra những người trẻ tuổi có thể đọc có thể hiểu có thể phiên dịch có thể áp dụng tứ khố toàn thư đêm văn hóa truyền thống ưu tú của lão tổ tông truyền thừa trở đi năm kia tôi tham gia hội nghị hòa bình do tổ chức unesco của liên hiệp quốc tổ chức tại paris pháp sau hội nghị Tôi trở về Anh Quốc Đến thăm Anh Quốc Đi xem tình hình học tập Từ tiểu học cho đến đại học của Anh Quốc Cũng xin nhắc nhở với mọi người Hán văn thật sự là báo vật Nằm ở trong các cổ thư Ở trong văn ngôn văn của chữ Hán Chứ không phải nằm trong văn bạch thoại Đang thông dụng hiện nay Khi đó Ông hiệu trưởng trường đại học Well Trinity St. David Là ông Matt Hill Đã đến thăm tôi Đã bàn luận với tôi hơn 3 giờ đồng hồ Tôi đem sự lo lắng của mình Nói cho ông nghe Thời đại hiện nay Văn hóa truyền thống đã đi đến Bên bờ diệt phong đạo chính thống của hoa hạ mấy nghìn năm lịch sử đến đời của chúng ta nếu như vẫn không thể tiếp tục truyền trở đi thì sẽ đối diện với nguy cơ diệt phong đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng cũng là sự bất hiếu lớn nhất của con cháu đời sau đối với tổ tiên của mình đặc biệt là hiện tại chỉ còn lại số ít các vị thầy có thể dạy các khóa trình Về văn tự học Âm vận học và quấn hổ học Họ đều là những người đã già Bảy tám mươi tuổi rồi Nếu như trong vòng mười năm tới Mà tìm không được truyền nhân để kế thừa Một khi họ đã ra đi hết Thì có muốn truyền lại Cũng không kịp nữa rồi Ngày hiệu trưởng Hoàn toàn thấu hiểu được Tính quan trọng của sự việc này đã đề nghị chúng tôi hợp tác Làm diện hán học Ông còn nhiệt tâm hơn tôi Tôi rất lấy làm cảm động Nếu không thật làm Thì sẽ có lỗi với ông Cho nên Trong vòng một năm ba tháng Chúng tôi đã ký kết hợp đồng Hiện tại Diện hán học Đã chính thức bắt đầu ở tại xứ quê Anh Quốc. Học viện Hán học Anh Quốc có thể thành lập trong một thời gian ngắn như vậy. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Tôi thường nói, dinh dự của viện Hán học là thuộc về hoàng tử của xứ quê Công lao là thuộc về hiệu trưởng Hughes là việc dạy học là do trưởng lão viện trưởng giáo sư chu xuân đường phụ trách Tiền thể tôi cũng muốn nhắc lại phụ thân của trưởng lão diện trưởng là tiên sinh chu ban đạo chính là hiệu trưởng của trường quốc lập tam trung mà tôi theo học thời kỳ chiến tranh trung nhật hiệu trưởng chu là người giang tây ông là người thời kỳ dân quốc là trạng nguyên địa vị rất cao đã từng đảm nhiệm trưởng phòng giáo dục của tỉnh giang tây thời kỳ kháng nhật Tôi là học sinh Lưu Vong Hiệu trưởng Chu và vợ của ông Đã chăm sóc các học trò chúng tôi Còn chu đáo hơn cha mẹ Những vật phẩm cứu tế Đều ưu tiên chia cho học trò như chúng tôi trước Nếu như còn dư thì con cái họ mới được Phật Thật sự là đại công vô tư Những học trò như chúng tôi Đều gọi ông là Thánh Nhân Một đời không quên được ân đức của Ngài Hiệu Trưởng sau đó hiệu trưởng chu đảm nhiệm thứ trưởng thi tuyển của bộ chính trị nhà ông được cấp cho xe hơi đồng thời trong nhà cũng có điện thoại hiệu trưởng chu đã dặn dò con gái xe và điện thoại trong nhà chỉ được dùng cho việc xử lý việc công không được dùng cho việc riêng bản thân ngài và người nhà đi ra ngoài làm việc đều dùng phương tiện giao thông công cộng khi gọi điện thoại với mục đích cá nhân đều đi đến trạm điện thoại công cộng để gọi thực sự là vô cùng thanh liêm đây là sự hành trì của thánh nhân hiện nay con trai của ông được bổ nhiệm làm viện trưởng viện hán học tại anh quốc đây chính là một thí dụ rõ ràng về đức trạch dài lâu của tổ tiên để lại phù hộ cho đời này của chúng ta. Bản sắc của viện Hán học tại Anh quốc. Mục đích thành lập viện Hán học tại Anh quốc của tôi rất đơn giản. Tôi hy vọng có thể bồi dưỡng từ 30 đến 50 giáo viên trẻ tuổi. Để truyền thừa và tiếp tục văn hóa truyền thống được đời đời không gián đoạn viện hán học mà chúng tôi thành lập là học viện về tiếng hán cổ chủ yếu học tập kinh điển chữ hán văn ngôn văn nhằm truyền thừa dài lâu trí huệ bên trong các bộ sách cổ nó không giống như các khoa ngữ văn thông thường trong các trường đại học khoa ngữ văn ngày nay không xem trọng việc học tập cổ văn mục tiêu của viện hán học tại anh quốc là truyền thừa tiếng hán cổ sứ mạng này rất quan trọng vì vãn thánh kế tuyệt học vì dạng thế khai thái bình giống như một đại gia đình thời trung hoa cổ đại vậy chúng tôi hy vọng viện hán học có thể tạo ra được nền văn hóa gia đình từ viện trưởng cho đến các giáo viên giảng dạy và học sinh đều như người một nhà Tương thân tương ái Chung sống hòa thuận Như vậy thì diện hán học Sẽ hưng thịnh trở đi Có câu gia hòa dạng sự hưng Tại diện hán học Chúng ta có thể thực hiện Lời dạy xưa về việc Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Thầy và trò trong diện hán học phải hoàn thiện bản thân thì mới có thể khiến cho cộng đồng nơi đây đều nhận được sức ảnh hưởng tốt nhất phương pháp dạy học đều sử dụng cách dạy của người xưa nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu chúng ta không áp dụng phương pháp hiện nay là học nhiều môn cùng một lúc nếu dùng phương pháp này thí dụ như một giờ đầu dạy tứ thư Giờ thứ hai dạy ngữ văn Khóa trình môn tứ thư Vẫn chưa được tiêu hóa Hấp thụ Thì đã chuyển sang đề mục khác Một ngày thay đổi mấy môn học Thì thực tế là đầu óc của học sinh Sẽ bị lẫn lộn Viện hắn học của chúng ta Áp dụng phương pháp thâm nhập một môn Khi học tập Học sinh chỉ chuyên học một môn Để cho họ ngày ngày chỉ nghĩ đến một thứ mà thôi Sau khi họ đã nắm vững môn học đó Thì mới bắt đầu học qua môn khác Cách học như vậy sẽ khiến cho tâm của học sinh Được chuyên nhất tâm sẽ định lại Hiệu quả học tập mới cao Cho nên phương pháp thâm nhập một môn Là bản sắc của diện hán học một nét đặc sắc khác của diện hán học tại Anh Quốc Là việc chúng tôi yêu cầu học sinh Có thể giảng lại những gì họ đã học Để mỗi một học sinh có thể lên đài diễn giảng Làm cách nào để giảng Hoàn toàn dựa trên lời nói của Thầy Thầy giáo trước tiên sẽ giảng một lần cho học sinh nghe Sau khi học sinh nghe xong Thì giảng lại hoàn toàn lời nói của Thầy nếu học sinh có bỏ sót phần nào cũng không sao nhưng không được thêm thắt ý kiến của riêng mình phương pháp này đã được sử dụng trong phật giáo hơn ba ngàn năm rồi lúc thích ca mâu ni còn tại thế sau mỗi lần giảng kinh thì mỗi một vị đệ tử đều giảng lại tiêu chuẩn của việc giảng lại là phải hoàn toàn y theo lời nói của thầy đây gọi là quy củ Người xưa đều có thể tuân thủ Cho nên Họ có thể khai ngộ Chúng ta Còn phải chú trọng đến đức hạnh của học sinh Yêu cầu học sinh phải làm được Những thứ họ đã học Tôi luôn động viên học trò Bên trong phải học tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Buông xuống tham sân si mạng nghi Bên ngoài phải học theo khổng tử Ôm lương cung kiệm nhượng như vậy mới phù hợp với lý niệm dạy và học truyền thống của dân tộc kế thừa quá khứ mở lối tương lai quá khứ tương lai liền một thể tổ tiên và chúng ta là một thể tuy nhiên do người hiện nay tôn sùng văn minh vật chất đã xem nhẹ văn hóa tinh thần xem trọng việc phát triển của khoa học kỹ thuật dứt bỏ văn hóa truyền thống nên mới tạo thành sự ngăn cách giữa tổ tiên và chúng ta hiện nay toàn thế giới đang đối mặt với các vấn đề trên nhiều phương diện như thiên tai chiến tranh xung đột ô nhiễm môi trường bệnh tật và nghèo đói nhân loại tìm không ra giải pháp để giải quyết vấn đề chúng ta phải làm sao đây tìm về phương pháp của tổ tiên vận dụng trí huệ của tổ tiên thì có thể giải quyết được vấn đề tục ngữ có câu không nghe lời người xưa thiệt thòi ngay trước mắt đây là sự thật không thể phủ nhận được tổ tông của chúng ta có kinh nghiệm và sự từng trải phong phú tổ tiên nhiều đời đã đem trí huệ nhân sinh của họ truyền lại cho chúng ta tổ tiên của các dân tộc trên thế giới các vị thánh triết trong mỗi một tôn giáo đều dạy về nhân từ bác ái đặt mình vào hoàn cảnh của người để cảm thông với họ chỉ có tình thương mới có thể giải quyết được tất cả các vấn đề nếu như chúng ta có thể kế thừa lòng nhân từ và trí huệ của tổ tiên học tập lời dạy của tổ tiên thì sẽ có thể giải quyết những vấn đề khác nhau một cách hiệu quả tránh đi những con đường vòng đạt được thân tâm khỏe mạnh gia đình mỹ mãn sự nghiệp thuận lợi xã hội an định đất nước giàu mạnh thế giới hòa bình đặc biệt là ngày nay đặc biệt cần phải đề xướng những đức hạnh của tổ tiên như khiêm nhượng nhẫn nhượng và lễ nhượng từ bỏ sự tranh chấp buông bỏ cạnh tranh buông bỏ đấu tranh và chiến tranh nếu như chúng ta chọn cạnh tranh đấu tranh và chiến tranh thì nhân loại sẽ đau khổ không ngừng nếu như từ bỏ sự cạnh tranh đấu tranh và chiến tranh thì nhân loại sẽ hưởng phước báo vô tận hôm nay chúng ta làm đại lễ tế tổ ở đây ý nghĩa vô cùng to lớn Nhờ thời đại mà các nền văn hóa dân tộc khác nhau Đều bị xem thường bỏ mặt Thì việc thực hiện lễ tế tổ Tưởng niệm công đức tổ tiên Đề xướng hiếu đạo Có thể gợi lại cho mọi người Những ký ức và hoài niệm Đối với tổ tiên Nhắc nhở mọi người học tập những trí huệ Và kinh nghiệm trường tồn bất diệt Của tổ tiên Đem văn hóa truyền thống Tiếp tục truyền thừa phát dương quan đại đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để thúc đẩy sự giao lưu và học tập văn hóa đông tây tôi hy vọng ngày càng sẽ có nhiều người tham dự hoạt động tế tổ này nhằm tìm lại sợi dây liên kết mối quan hệ giữa tổ tiên và chúng ta kế thừa quá khứ tiếp nối cho tương lai quá khứ tương lai liền một thể mở ra cho nhân loại một tương lai tốt đẹp và tươi sáng sau cùng tôi xin chúc mọi người pháp hỷ sung mãn Quang thọ vô lượng kính chào thầy hiệu trưởng hills kính mến các vị quan khách các vị lão sư các vị đồng học xin chào mọi người hôm nay tôi rất vui mừng nhìn thấy các vị đến tham dự đại lễ tế tổ lần này Tôi còn nhớ vào tháng 7 năm ngoái Chúng tôi lần đầu tiên Tổ chức đại lễ tế tổ Ở nơi đây Mọi người sau khi tham dự Buổi lễ rất là quan hỷ Thời gian trôi qua thật là nhanh Chớp mắt một năm đã trôi qua Năm nay là lần thứ hai Tổ chức đại lễ tế tổ Chúng tôi hy vọng là Mỗi năm đều có thể tổ chức đại lễ tế tổ ở nơi này Ý nghĩa của lễ tế tổ là Tưởng nhớ ân đức tổ tiên Tri ân báo ân Tổ tiên và chúng ta Có sự liên hệ thân thiết Không thể tách rời Nhờ có tổ tiên trong quá khứ Mới có chúng ta ngày hôm nay Hướng hồ tổ tiên Đã để lại cho chúng ta Những trí huệ và kinh nghiệm quý báu chỉ dẫn cho chúng ta hướng đi của cuộc đời ân đức này thật là to lớn tổ tiên của các dân tộc trên thế giới và các vị thánh hiền trong các tôn giáo đều dạy cho chúng ta giáo dục luân lý giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả và giáo dục thánh hiền bốn loại giáo dục toàn cầu này cực kỳ quan trọng đối với sự tịnh hóa nhân tâm và hài hòa xã hội do đó chúng ta phải nghiêm túc học tập trong bốn loại giáo dục toàn cầu này giáo dục nhân quả đặc biệt quan trọng đối với việc sửa đổi thế đạo nhân tâm tuy nhiên đây là loại hình giáo dục bị lơ là nhất trong xã hội vì vậy đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự bất an động loạn trong xã hội hiện nay cho nên hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này giảng về giáo dục nhân quả cả hai nền văn hóa phương đông và phương tây đều có nói về quy luật nhân quả do thời gian có hạn tôi chỉ có thể giới thiệu một cách ngắn gọn về quy luật nhân quả thứ nhất nhân và quả tương ưng với nhau Tính chất của nhân quả là tương đồng Trong thiện nhân nhất định sẽ có quả báo thiện Gieo ác nhân nhất định sẽ có quả báo ác Không hề lẫn lộn Bộ lịch sử cổ nhất ở Trung Quốc là Sách Thượng Thư có viết Người có lòng nhân ái ác sẽ gặp điều may Kẻ thích việc xấu xa ác gặp sự hung hiểm Như bóng đi theo hình Như tiếng vọng theo âm Tương tự như vậy trong sách Châm ngôn hòa hợp bản Của cơ đốc giáo có vậy Hòa quản đi theo kẻ ác Nghĩa nhân sẽ được thiện báo Trong sách Thánh Kinh Châm ngôn của do Thái giáo Cũng có nói Người nhân nghĩa không gặp quả hại Kẻ ác thì chịu đầy tai ách Trong sách Mahabharata Của Ấn Độ giáo có nói không có người nào hành thiện mà gặt quả báo xấu cả. Kinh Koran của hồi giáo nói, người hành thiện tự sẽ được lợi ích, kẻ làm ác tự sẽ thọ họa hại. Thứ hai, trải qua thời gian mới kết thành quả. Từ nhân đi đến quả cần phải trải qua một khoảng thời gian. Giống như gieo hạt giống Sau khi gieo xong phải trải qua một thời gian mới thành cây Rồi mới ra qua kết trái Không thể lập tức có quả ngay được Cùng một đạo lý như vậy Khi người làm điều thiện hay điều ác Không thể ngay lập tức được thiện báo hay thọ ác báo Bắt buộc phải trải qua Một thời gian tương đối dài Thì quả báo mới hiện rõ rất nhiều người Không tin nhân quả Là vì không hiểu rõ nguyên lý này Người ta thường nhìn thấy Người tốt Không được quả báo tốt Còn người ác thì không bị quả báo xấu Thậm chí là người tốt Còn bị quả báo xấu Trong khi người ác lại được hưởng điều tốt Rồi họ phủ nhận nhân quả báo ứng Kỳ thực đây chỉ là cái nhìn Tiễn cận của chúng ta Nếu chúng ta nhìn một phạm vi Thời gian dài hơn Dài năm hoặc mấy mươi năm Thì sẽ thấy rất rõ ràng Nhân quả báo ứng tơ hào không sai Cho nên Có câu không phải không báo Mà là thời giờ Chưa đến Thiện ác đến sau cùng đều có quả báo Chỉ có sớm hay muộn mà thôi Như tôi đã từng đề cập có một số người tốt lại gặp chuyện không may kỳ thực đó là vì ác nhân mà trước đây họ gieo nó đã chín mùi trước rồi cho nên họ nhận quả báo xấu trước con người làm ác lại được điều tốt đẹp là vì nhân thiện mà họ đã gieo trước đây tổ quả trước nên họ hưởng quả báo tốt trước trải qua một thời gian sau khi những nghiệp báo cũ đã tiêu tan hết rồi Nghiệp báo mới sẽ hiện tiền Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy Nhân và quả Thật sự là tương ưng Đầu thế kỷ trước Ở Thượng Hải Có một người rất giàu có Thích bố thí hành thiện Làm rất nhiều việc từ thiện Nhưng đến lúc lâm chung Rất là thống khổ sau khi chết Cũng bị đọa vào nơi không tốt Mọi người nhìn thấy Thì hoài nghi nhân quả báo ứng Có sai sót Sau đó phát hiện Người nhà giàu này Lúc sanh tiền Làm quan trong triều đình Ông đã từng Tham ô tiền triều đình Chẩn tay cứu dân bị đói Khiến cho rất nhiều người dân Dùng thiên tai Chịu bất hạnh chết vì đói Ác nghiệp này vô cùng nặng nên những việc làm từ thiện của ông sau này Không thể đào bù đắp nổi Đến khi Ông ta lâm chung Ác nghiệp đã chín mùi Cho nên đã sẵn sinh ra báo ác Thứ ba Nghiệp lực bất hoại Nhân đã gieo Không bao giờ hư hoại Cho dù trải qua thời gian bao lâu Thì cũng phải có lúc Nó sẽ kết thành quả sau khi chúng ta tạo nghiệp thiện hay ác cái nhân thiện ác hay còn gọi là chủng tử vẫn còn lưu lại ở trong tâm không bị biến mất nữa chừng nghiệp thiện và ác cũng không thể triệt tiêu nhau nhất định phải đến khi kết thành quả báo thiện ác thì nghiệp lực này mới tiêu mất trong kinh Đại bảo tích của nhà Phật có câu Dù cho trải qua trăm kiếp Thì những nghiệp đã tạo cũng không mất Khi gặp nhân duyên thì cũng phải nhận chịu quả báo Cho nên Chỉ cần chúng ta còn lưu chuyển trong sanh tử luân hồi Tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nhân quả báo ứng Những việc thiện ác Đã tạo ra giống như trò chơi bơm mê răng vậy Sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở về lại với chúng ta Trong thánh dịnh tập của Thiên Chúa Giáo có dạy Những hành vi hung ác sẽ trở về lại chính chúng ta Sự hung bạo của một người sẽ dán xuống đầu của chính họ Trong châm ngôn và hòa hợp bản của cơ đốc giáo có câu Kẻ ác sẽ bị chính sự ác nghiệp của mình Bủa dây bắt giữ tội ác do họ làm ra như sợi dây thừng sẽ quấn chặt lấy họ sách la mã thư hòa hợp bản có câu dựa trên hành vi của mỗi người mà thượng đế sẽ có sự đáp trả trong thánh kinh Trầm ngôn của do thái giáo có câu kẻ nào đào hố kẻ đó tất sẽ tự rớt vào kẻ nào lăn đá tảng đá sẽ lăn lên trên thân thể của kẻ đó trong kinh pháp cú của phật giáo có câu với tâm ý ô nhiễm lời nói hay hành động khổ não bước theo sau tựa như cái bánh xe theo chân con vật kéo và câu với tâm ý thanh tịnh lời nói hay hành động an vui bước theo sau như bóng không rời hình trong kinh Văn của ấn độ giáo có dạy ai ai cũng phải chịu hậu quả từ chính hành vi của mình thứ tư là biến dị nhi thục tức là từ lúc gieo nhân cho đến khi hái quả sẽ có sự thay đổi về mức độ hậu quả thiện nghiệp và ác nghiệp không thể triệt tiêu lẫn nhau nhưng chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau những thiện nghiệp mình tạo sau này sẽ được cộng vào nhân thiện mình đã gieo trước đây chúng có thể ức chế nhân ác đã gieo trước đó cũng như đối với ác nghiệp sau khi đã gieo nhân ác nếu như vẫn tiếp tục tạo ác cái nhân ác này tương lai kết thành quả ác sẽ còn nặng nề hơn trước ngược lại nếu như sau khi tạo ác người đó nỗ lực hành thiện tích đức thì sẽ giảm nhẹ mức độ nhận ác quả trong tương lai cũng như vậy sau khi gieo nhân thiện, nếu như tiếp tục tu thiện, thiện quả sẽ càng tốt đẹp. Còn nếu như tạo ác thì sẽ ảnh hưởng xấu lên thiện quả. Chính vì sự ảnh hưởng qua lại của nhân thiện và nhân ác nên những mệnh của con người có thể thay đổi được. Cũng như trong sách Thái thượng cảm ứng thiên của đạo giáo có nói: nếu như trong quá khứ Đã từng làm chuyện ác Sao biết hối cải Bỏ việc ác không làm Một lòng hành thiện Không bao lâu Những điều tốt lành tự nhiên sẽ đến Đó là chuyển họa thành phúc Sách Liễu Phạm Tứ Huấn Vào khoảng năm 1600 Tây Lịch Là lời dạy của Duyên Liễu Phạm Tiên Sinh Ông đã tường thuộc Một cách tường tận Nguyên lý và quá trình Ông chuyển đổi vận mạng Là một cuốn sách tuyệt vời Số mạng của ông vốn là không có công danh Cũng không có con kế tục Thông qua quá trình nỗ lực sửa lỗi tu thiện Sau cùng ông đã thi đậu công danh Và có con nói giỏi. Thậm chí tuổi thọ của mình Từ 53 tuổi kéo dài đến 74 tuổi cũng vào khoảng thời gian đó có một vị tiên sinh khác tên là du tịnh ý ông rất có tài trước mặt mọi người ông làm rất nhiều việc thiện nhưng lời nói của ông không tốt đặc biệt là ông có những ý niệm tà dại rất nghiêm trọng kết quả dân số của ông càng ngày càng xấu không những không thi đậu công danh mà bốn người con trai và ba người con gái của ông đều chết yểu đứa con trai còn lại của ông thì đi là không trở về vợ ông vì khóc lóc đau thương đến nỗi mù cả đôi mắt còn lại đứa con gái duy nhất thì bị bệnh thần kinh gia đình lâm vào cảnh không kế sanh nhai sau đó ông được táo thần chỉ ra lỗi sai toàn là do ý ác của ông quá nặng ông làm việc thiện không phải là thật lòng làm Do đó ông đã hết lòng Hối cải lỗi của mình Thật tâm tu thiện Trong vòng ba năm số mạng của ông Đã có thay đổi lớn Ông đã thi đậu được công danh Tìm lại được con trai Mắt của vợ ông sáng trở lại Tất cả người trong nhà đều an hưởng cuộc sống Phước thọ khang ninh Một trong những vị độc hương của ông Đã ghi chép lại câu chuyện này Thành cuốn du tịnh ý công ngộ Táo thần ký nhằm để cảnh tỉnh người đời sau câu chuyện này phù hợp với lời trong sách thái thượng cảm ứng thiên nói phúc cho ai nói lời thiện nghĩ thiện và làm thiện mỗi ngày làm ba điều thiện này ba năm sau trời sẽ giáng phúc cho rủi cho ai nói lời ác nghĩ ác và làm ác một ngày làm ba điều ác này ba năm sau trời sẽ giáng quả cho thứ năm nhân nhỏ quả lớn nhân rất là nhỏ nhưng nó có thể kết thành quả rất lớn việc này giống như một hạt dưa hấu rất nhỏ được gieo vào đất tương lai sẽ cho ra trái dưa hấu rất lớn trong sách thượng thư có viết làm điều thiện trời sẽ ban cho trăm điều lành làm điều bất thiện trời sẽ giáng cho trăm tai ương kinh Koran có nói người làm một việc thiện sẽ được báo đáp gấp mười lần kẻ làm một việc ác chỉ bị sự trừng phạt tương đương như vậy thậm chí trong nhà Phật còn có câu nói là xã một mà được vạn lần đều là những thí dụ chứng minh cho nhân nhỏ mà quả lớn. Vì sao lại có hiện tượng nhân nhỏ quả lớn này? Bởi vì tạo nghiệp chủ yếu dựa trên ý niệm. Ý niệm hình thành rất là nhanh. Trên kinh Bồ Tát Sử Thai của Phật giáo có nói trong một khảy móng tay có đến 3.200 tỷ ức ý niệm 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 thành hình mỗi hình đều có thức chính là vì tốc độ của tâm niệm nhanh như vậy trong một thời gian ngắn có thể tạo ra rất nhiều nghiệp nhân tương lai những nghiệp nhân này đều sẽ kết thành quả báo cho nên quả báo sẽ được tích lũy rất nhiều đến lúc thọ báo thì mức độ sẽ tăng lên rất nhiều một thể hiện khác của nhân nhỏ quả lớn là một nhân sẽ chiêu cảm đến ba loại hoa báo quả báo và dư báo tất cả những hành vi thiện ác nếu như tương đối nặng thì ngay trong đời này báo ứng sẽ hiện hiện gọi là hiện thế báo hoặc là hoa báo hoa báo chưa phải là quả báo nặng nhất mà nặng nề mạnh mẽ nhất là quả báo thông thường xảy ra ở đời sau ngoài việc này ra còn có dư báo lâu xa trong tương lai giống như hiện tượng dư sống vậy hơn nữa quả phúc còn có thể lưu lại cho con cháu như trong kinh dịch có nói nhà thích điều thiện ắt thừa niềm vui nhà thích đều bất thiện ắt lắm tai ương đây là thuộc về dư báo chính bởi vì nhân nhỏ mà quả lớn nên bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả bồ tát là người đã thấu suốt biết được sau khi gieo nhân ác thì quả báo tương lai vô cùng đáng sợ cho nên hết sức cẩn thận không dám tạo ác nhân còn như có ác báo thì đó là các ác nghiệp đời quá khứ của chính mình đã tạo ra sau khi thọ lãnh thì đã trả xong Quả báo thật sự không đáng sợ Vì vậy Bồ Tát Có thể an nhiên thọ báo Không vì thế mà sanh phiền não Nhưng phàm Phu thì mê quạt điên đảo Chỉ biết rằng ác báo rất đáng sợ Nên ra sức trốn tránh ác báo Mà không biết là phải ngừng tạo nhân ác Thì mới có thể thật sự tránh được quả báo ác Đến lúc người đó thọ nhận ác báo Nội tâm khởi lên phiền não Tiếp tục tạo ác nghiệp Cho nên sau cùng Kết cục của người đó Vô cùng đáng sợ Chịu khổ không biết đến bao giờ Người này Phật Bồ Tát gọi là Kẻ đáng thương xót Vừa rồi Tôi đã tóm lược trích dẫn những khái niệm Về quy luật nhân quả cung cấp cho mọi người tham khảo nếu con người thật sự hiểu rõ được quy luật nhân quả thì sẽ không dám tạo ác mà sẽ tích cực hành thiện cho nên có một học giả đời nhà thanh trung quốc là tiên sinh chu an sĩ đã nói người người tin nhân quả đất nước sẽ được đại trị người người không tin nhân quả thì đất nước sẽ đại loạn tôi hy vọng thông qua việc học tập và hoàng dương giáo dục nhân quả của cổ thánh tiên hiền truyền lại có thể thúc đẩy sự tình quá nhân tâm xã hội hài hòa tiến đến đạt được hòa bình thế giới đây chính là cách làm tốt nhất để cảm niệm ân đức của tổ tiên tri ân báo ân cũng chính là thành quả thu hoạch lớn nhất của hoạt động đại lễ tế tổ của chúng ta Hy vọng mọi người hãy cùng nỗ lực Sau cùng Tôi chúc mọi người thân tâm an khang Sáu thời cát tường Pháp hỷ sung mãn Quang thọ vô lượng Cảm ơn mọi người